Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện, và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Chainsaw Man nha các bạn. Đây trên màn hình của bạn nè, Chainsaw Man tập 3 nha các bạn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua phần bìa trước khi mình review chi tiết hơn về tập 3 này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 3 nha các bạn. Thì đối với tập 3 chúng ta sẽ tận dụng một cái Dockley rất là cứng cáp như cái tập trước nha, hình Bochica rất là dễ cưng nha các bạn. Rồi mình để cái bro Dockley sang một bên nhé. Ta sẽ tặng được cái bìa wrap bên ngoài, bìa áo bánh mì cho các bạn. Và ạc cũng rất là đẹp nha các bạn, khá là xịn sò phía ngoài, còn in là giá tiền nữa nè các bạn. Đây 45.000 nha, tuổi là 18 cộng. Rồi mình để cái phần bìa bên ngoài, kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái phần bìa áo để báo được cán bóng hay các bạn, khá là xịn sò đấy các bạn ơi, nhìn khá là bắt mắt luôn, màu sắc sặc sỡ, hình ảnh thì đẹp đẽ nha các bạn. Đây là phần gái, rồi mình để cái phần bìa sau bên luôn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nội dung bên trong. Đây là mặt trước mặt sau của quyển truyện ha, truyện được in trên giấy mỹ thuật giống như bộ lưu bollard các bạn ha, khá là xịn sò nha. Bên trong sẽ không có trang màu nào hết nha các bạn, không có trang màu nào hết, truyện cũng khá là xịn. Đối với bản in lần đầu, đối với tập 3 vẫn in là 15.000 cuốn nha các bạn. Và nội dung của bộ truyện kể về là nhân vật chính DC để hoàn trả số nợ khổng lồ của cha để lại. DC cùng con quỷ nhỏ Bochica làm tất cả mọi công việc để có thể hoàn nợ. Sau một tai nạn, DC bị giết, Bochica đổ hòa làm một với DC, giúp cậu hồi sinh và hóa thành quỷ cưa hùng mạnh. Sau đó DC được Makima nhận vào tổ chức săn quỷ, và hành trình nghiệt quỷ của DC bắt đầu từ đây. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn ha. Mỗi bạn là sẽ nhận được 3 cuốn tập 1, tập 2, tập 3 nguyên siêu đủ quà các bạn. Cứ nhớ là video này sau một tuần đạt được 5.000 view nha các bạn, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn. Rồi xin chào hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe và comment con số hit phía dưới. Và nhớ con số hit lần này của mình là 333. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.